Kính thưa quý vị và các bạn, sự khiêm tốn sẽ giúp tâm tính trở nên an yên dễ chịu. Ngược lại, sự khoe khoang vô bờ bến sẽ đem lại hậu quả xấu cho những cá nhân thích khoác lác. Quả thực, có tiền là một điều tốt, nhưng nếu chỉ dùng tiền tài để khoe khoang, ăn chơi trác táng, thì chắc chắn đó là họa, không phải là phúc. Thế kỷ 21, có một anh nông dân đi họp lớp. Khi đến nơi, những người bạn quyền cao chức trọng không ngừng phô trương những gì mình có trước mặt anh, khiến anh nông dân ấy chỉ có thể nép mình vào một góc. Đến lúc thanh toán, những người bạn giàu có đó lại im lặng, không ai sẵn sàng đứng ra trả tiền cho bữa ăn của tất cả mọi người, nhưng anh nông dân lại có thể. Cho nên, chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng. Có những người sống vô cùng khiêm tốn, nhưng ai biết được bên trong họ có những gì. Đánh giá một người qua chức vị và tài sản của họ chỉ càng làm chúng ta thêm mù quáng và phù phiếm. Trong khi sự khác biệt lớn nhất giữa những người khôn ngoan với những kẻ tưởng bản thân là khôn ngoan nhưng thực chất lại kém cỏi lại nằm ở chính điều này. Quy luật phô trương: càng thiếu thứ gì càng khoe thứ ấy. Một người luôn khoe khoang về sự vị tha trong khi bản thân anh ta là một kẻ ích kỷ. Một người keo kiệt nhưng lại luôn khoe khoang sự hào phóng. Một người luôn nói rằng không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, trong khi thực tế anh ta thấy tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là một vài biểu hiện của quy luật phô trương mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu trong đời sống. Nhiều người có thể coi thường sự giàu có, nhưng trái tim họ không thể thoát khỏi ham muốn giàu có. Họ có thể chú ý đến sự khiêm tốn, nhưng tâm trí cũng không thể quên được việc danh tiếng bên ngoài của họ như thế nào. Trên thực tế, khi một người quá để tâm đến điểm nào thì càng biểu lộ ra rằng bản thân đang tự ti ở điểm ấy. Những kẻ thiếu tự tin vào bản thân nhưng luôn mong muốn được thể hiện và được mọi người công nhận như vậy. Muốn hiểu rõ một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ là gì thì có thể biết được họ có thật lòng hay không. Thực lực của bạn sẽ được chứng minh trong suốt quá trình sống và làm việc. Vì vậy, không nên khoe khoang về bản thân, nhất là phô trương về tiền tài, vật chất trước mặt người khác. Sự phô trương thái quá khiến bạn tự hạ thấp giá trị của chính mình, tự cho người đối diện thấy bản thân như thế nào, và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương những người khác. Có một câu nói rằng, lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng. Điều này tương tự như ý nghĩa của quy luật tài năng. Những người càng có khả năng trình độ cao thì sẽ càng cư xử khiêm tốn và ít phô trương. Tại sao họ không thể hiện mạnh mẽ và tự hào hơn? Bởi vì bản chất phổ biến của một sự thật rằng các khía cạnh của vấn đề phải được nhìn qua các mặt đối lập. Nước đầy quả sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, sự tà ác sẽ xuất hiện cùng lúc với niềm tự mãn. Những người càng khôn ngoan hay có năng lực, họ càng hiểu được rằng kiêu ngạo chỉ khiến mọi người lùi bước, sự khiêm tốn khiến mọi người tiến bộ. Vì vậy, họ hành động thận trọng, cư xử mềm mỏng, khiêm tốn và ít phô trương. Người xưa có câu, một xô nước không rung lắc, nửa thùng nước lại kêu leng keng, và nói, nổi trên mặt nước chỉ là cá tôm nhỏ, những con cá lớn thực sự đang chìm dưới cùng. Đó là những câu tục ngữ ý nghĩa về sự khôn ngoan của những người càng có khả năng, càng tài giỏi thì họ càng khiêm tốn và ít phô trương. Quy luật tài năng có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta để xác định tài năng thực sự hoặc tài năng giả và sau đó sử dụng lại tài năng một cách chính xác. Ví dụ, một người nào đó thích khoe khoang và nói luôn miệng và anh ta có một chút tài năng. Nó có vẻ là một tài năng, nhưng anh ta quá tự hào về bản thân và sớm hay muộn cũng sẽ vấp ngã, cuối cùng là chuốc lấy thất bại. Vì vậy, người này không thể được giao một trách nhiệm quan trọng. Những người điềm tĩnh và trưởng thành, họ khiêm tốn và không kiêu ngạo, cư xử đúng mực, làm việc chuyên nghiệp, mang lại cho mọi người cảm giác tuyệt vời. Vì vậy, họ đáng tin cậy và xứng đáng được giao nhiệm vụ hơn. Nếu chúng ta có thể đọc quy luật tài năng, đó là những người càng có năng lực càng khiêm tốn và nỗ lực hơn trong cuộc sống, thì không sớm thì muộn, khả năng hiểu người, hiểu xã hội của họ sẽ được cải thiện lên rất nhiều.
Cách đây không lâu, bức ảnh Châu Nhuận Phát, diễn viên nổi tiếng của người Hồng Kông ngồi ăn mì tại một nhà hàng bình dân đã thu hút được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Trong bức ảnh, Châu Nhuận Phát ăn vận đơn giản, đang ngồi ăn mì, bên cạnh là cốc nước lọc. Trong lúc ăn, phát hiện ra có người nhận ra mình, Châu Nhuận Phát rất niềm nở đáp lại, đồng thời nhiệt tình giới thiệu cho mọi người món nào ngon, nên ăn cái gì, vô cùng thân thiện. Đợi tới khi ông tháo khẩu trang ra để ăn, không ai còn quấy rầy ông. Một ngôi sao hàng đầu như vậy lại ăn mì ở một cửa hàng bình dân, quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng. Là một minh tinh hàng đầu, sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng Châu Nhuận Phát trước giờ luôn rất khiêm tốn, thói quen sinh hoạt không xa hoa, đi ra ngoài ăn sáng, ngồi tàu điện về nhà, đi ăn uống ngoài hàng, cảm giác không chút gì gọi là minh tinh. Những người trí tuệ, những người hiểu cuộc đời phần lớn đều sống như vậy. Cũng giống như một nhà lịch sử học đã từng nói, càng bất tài càng tự cao. Lúa càng chín thì càng chĩu đầu, não càng trông rỗng thì thường vành mặt càng cao. Những người thực sự tài giỏi luôn hiểu được rằng bản lĩnh lớn nhất của một người chính là không bao giờ kiêu ngạo, tự cao, tự đắc. Cuộc sống không thiếu những người càng thiếu thứ gì, càng cố khoe ra thứ đó. Người càng muốn nói với thế giới mình tốt ra sao, nhưng sâu bên trong lại thực sự trống rỗng. Ngày còn đi học đại học, trong lớp có một bạn học, ăn mặc dùng gì cũng đều phải dùng đồ hiệu, điện thoại luôn phải là đời mới nhất, đi ra ngoài đều là ngồi taxi. Ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ rằng gia đình cô ấy rất có điều kiện. Nhưng có một lần mọi người trông thấy mẹ cô ấy tới tìm. Đáng nói là bà ăn mặc rất bình thường, vừa nhìn là biết gia cảnh rất bình thường. Sau này mọi người mới biết gia cảnh nhà cô ấy thực ra cũng rất bình thường. Mẹ là công nhân dọn vệ sinh, bố thì bệnh nặng suốt ngày, chỉ có thể nằm ở nhà. Chi tiêu đắt đỏ của cô ấy đều là do người bạn trai chu cấp. Nhưng cứ tiêu tiền của bạn trai như vậy thì làm sao được lâu dài. Sau này nghe nói cô ấy có thai, nhưng người bạn trai lại chối bỏ. Giai đoạn đó còn bị nhà trường cho thôi học, và sau đó nữa thì không còn ai nghe tin tức gì về cô ấy. Dùng vật chất để lấp đầy trái tim phù phiếm và mong muốn hơn người. Trong mắt người khác, đó chẳng qua chỉ là những vở kịch không diễn được bao nhiêu tập. Ngược lại, những người thực sự mạnh mẽ sẽ không bao giờ cố tình tạo ra cảm giác vượt trội về vật chất để cho thấy mình hơn người ta tới đâu. Thay vào đó, họ từ tốn, họ âm thầm và họ bình tĩnh. Giống như một tác giả đã từng nói, người có một nội tâm giàu có sẽ không bao giờ khoe khoang tôi có tất cả. Họ không nói với người khác họ từng đọc qua sách gì, lái xe gì, đi tới những nơi nào, có bao nhiêu quần áo đẹp, tích được bao nhiêu vàng, bởi lẽ họ không có cảm giác tự ti. Nội tâm càng yếu đuối càng cần vật chất lấp đầy. Kevin Tisay, nhà văn kiêm người dẫn chương trình của Đài Loan, từng kể một câu chuyện như thế này. Khi còn nhỏ, mẹ ông dẫn tới chơi nhà một người bạn rất giàu có của mẹ. Người bạn của mẹ rất giàu có, tiếp đãi hai mẹ con bằng bào ngư và cả nhân sâm đắt tiền. Đây cũng là lần đầu tiên ông được ăn những món ăn quý hiếm như vậy. Khi ăn tới vi cá mập, ông đã thốt lên rằng, đây là cái gì mà ngon vậy ạ? Người bạn của mẹ thấy ông thích ăn, đã đong thêm cho ông một bát nữa rồi nói, đây là miến, cháu thích thì ăn nhiều vào nhé. Rất lâu sau này, Kevin mới biết được rằng món mình ăn hôm đó là vi cá mập. Đào tiếp khách của gia đình người bạn của mẹ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Sau này mỗi lần Kevin đi ăn ở đâu đó, gặp những món quý hiếm, khi gia chủ không ngớt lời giới thiệu, chẳng hạn như đây là thịt bò Kobe, lúc nuôi bò người ta còn phải massage cho nó nghe nhạc, món này đắt đỏ lắm đó. Ông lập tức nhớ lại món vi cá mập mình từng được ăn. Thì ra, con người ta ai cũng muốn khoe ra cái tốt đẹp của mình, nhưng có những người lại lựa chọn không nói, và đó mới là điều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác. Những người thực sự cao quý, họ đều rất khiêm tốn, không xem mình là người quan trọng, không chỉ biết mình mà còn hiểu lòng người. Họ sớm đã hiểu ra được rằng khoe khoang có nhiều tới đâu
thực ra người khác cũng sẽ không quan tâm. Trong tâm lý học có một hiệu ứng gọi là hiệu ứng ánh đèn sân khấu. Ý muốn nói, một người quá xem trọng bản thân, đánh giá quá cao mức độ quan tâm của người khác đối với bản thân mình. Nhưng trên thực tế, chẳng ai thực sự quan tâm đến việc bạn khoe khoang ngoài việc bạn thỏa mãn bản thân. Bạn nghĩ rằng người khác tôn trọng bạn vì bạn xuất sắc, nhưng dần dần bạn nhận ra rằng người khác tôn trọng bạn vì người khác xuất sắc. Đừng đánh giá quá cao địa vị của bạn trong lòng người khác. Những người tự nghĩ mình cao hơn sẽ chỉ càng ngã đau hơn. Những người thực sự có bản lĩnh đều hiểu rằng có khiêm tốn, chín chắn và biết quản lý ham muốn thể hiện phô trương thì mới có thể tiến xa hơn trong cuộc sống. Có một thanh niên đã hỏi nhà thông thái, thế nào là khôn ngoan? Nhà thông thái trao cho anh ta 3 chiếc túi và nói với anh rằng, trong 3 chiếc túi này là 3 trí tuệ, bao hàm cả toàn bộ trí tuệ của đời người. Khi mở 3 chiếc túi ra, anh thanh niên đã phát hiện, túi thứ nhất là khiêm tốn, túi thứ hai cũng là khiêm tốn, và túi thứ ba vẫn là khiêm tốn. Hóa ra là vậy. Những người thực sự mạnh mẽ về tâm hồn không bao giờ cần hơn người để nâng cao bản thân. Ngược lại, họ có đủ cái nhìn sâu sắc và một nội tâm trong sáng để đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Một người thực sự có tầm nhìn cũng đều hiểu rằng núi cao còn có núi cao hơn, sông cũng có sông dài hơn. Thế giới không bao giờ thiếu những người giỏi hơn bạn. Thiếu là thiếu những người không tự cao tự đại, cho mình là trung tâm. Nhà văn Tagore đã từng nói, khi chúng ta khiêm tốn, đó là lúc chúng ta tiến gần đến sự vĩ đại. Làm người đừng xem mình là nhất, giữ thái độ khiêm tốn chính là một loại tu dưỡng, là trí tuệ, đồng thời cũng là bản lĩnh lớn nhất của một con người.